Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm cho cái con chatbot sử dụng chat fluent của bạn hoạt động trở lại. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân đã. Ok. Thì trong thời gian gần đây thì có một số bạn hỏi, nhất là tại sao chatbot của em không sử dụng được nữa. Facebook hiện tại có trục trặc gì hả? Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân đã. Nguyên nhân tại sao chatbot không sử dụng được, chatbot sử dụng chatbot không sử dụng được. Ok, nguyên nhân đầu tiên là do, thứ nhất là do các bạn đổi mật khẩu, đúng không ạ? Đầu tiên là các bạn đổi mật khẩu. Cái thứ hai dẫn đến chatbot không sử dụng được bởi vì chúng ta chưa tích hợp. Chưa bật chức năng tích hợp. Facebook với chat của em. Thì đây là hai cái nguyên nhân chính, đúng không ạ? Đây là hai cái nguyên nhân chính. Nếu như bạn đổi mật khẩu vì một lý do nào đó, ví dụ như là checkpoint, xác minh danh tính, chúng ta đổi mật khẩu, thì cái cách khắc phục là chúng ta sẽ vào lại chat fluent. Chat fluent được không ạ? Đây, chúng ta vô lại chat fluent. Thì nó sẽ dẫn đến một cái giao diện là đăng nhập với lại chat fluent. Đăng nhập, nó yêu cầu chúng ta có một cái nút yêu cầu chúng ta đăng nhập, thì chúng ta bắt đầu đăng nhập vô chat fluent trở lại. Thì Facebook của chúng ta sẽ được kết nối với lại cái chat fluent này, và nó sẽ, cái chatbot của chúng ta sẽ sử dụng bình thường, đúng không ạ? Cái lý do thứ hai là chúng ta chưa bật chức năng tích hợp Facebook với lại chat fluent. Thì để bật cái chức năng này thì chúng ta vào Facebook cá nhân này, chúng ta click vào cái phần tam giác ngược này, chúng ta click vào cài đặt, đúng không ạ? Ở cái phần tiện ích tích hợp cho doanh nghiệp thì nó sẽ xuất hiện cái chat fluent này, thì chúng ta sẽ click vào đây để xem và chỉnh sửa, đúng không ạ? Nếu như cái phần này của các bạn bị tắt hết đi thì các bạn bật lên, đúng không ạ? Bật hết lên và các bạn ấn lưu. Đó. Thì khi đó thì Facebook của chúng ta đã được tích hợp với lại chat fluent và chúng ta sẽ sử dụng bình thường trở lại cái con chatbot này, đúng không ạ? Đấy là hai cái lý do chính mà dẫn tới cái con chatbot của chúng ta không sử dụng. Đó, ví dụ như cái con chatbot này của tôi, giờ tôi sẽ tiến hành đây, click vào đó. Các bạn lưu ý nhé, một là mật khẩu của chúng ta đổi mà chúng ta chưa kết nối thì chúng ta cần phải kết nối lại, thứ hai là do Facebook của chúng ta chưa tích hợp với lại cái doanh nghiệp, thứ ba là chat fluent này thì chúng ta cần phải tích hợp đó. Thì các bạn vào trong cái phần tiện ích tích hợp cho doanh nghiệp đó. Và bây giờ các bạn ấn bắt đầu thôi thì nó sẽ hoạt động trở lại à. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể cho chatbot hoạt động trở lại, chatbot sử dụng chat fluent hoạt động trở lại, đúng không ạ? Và nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy giúp tôi like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn, và giúp tôi đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất từ tôi. Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.